Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Tây Hòa, xã Tâm Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 598m2. Trên thửa đất căn nhà phường có 100m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Anh chị rẽ phải là di chuyển ra đường tỉnh lộ 864 khoảng là 80m. Con đường này thì rộng khoảng là 2m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa thì ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở. Và anh chị lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 864 khoảng 2 km. Khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Tâm Bình, trường học, ủy ban, ngân hàng. Thì anh chị cách khoảng là 1 km. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông, gào B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cứ yên tâm nha. Trước phần đất và căn nhà vườn của mình thì cũng có đường kinh tiêu khoảng 2m nha anh chị. Kinh tiêu này thì cũng liên thông ra sông Tiền. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng sabo chê nè, sầu riêng, mít và nhiều loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được luôn nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 13m và có chiều dài là 46. Tổng diện tích của mình là 598m2. Trên thửa đất và căn nhà vườn của mình có 100m là đất thổ cư nha anh chị. Căn nhà thì phía dưới gia chủ có lót gạch và mình có một phòng khách, hai phòng ngủ và mình có nhà vệ sinh và phía sau thì mình có không gian nhà bếp luôn nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí trụ bê tông này nè anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 13m. Đất của mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ luôn. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có nha anh chị. Mình tới ngay chỗ vị trí cây cột này nè anh chị là 13m nha. Và chiều sâu là 46m. Ở trên thửa đất và căn nhà vườn của mình gia chủ có vô điện nước, wifi có đầy đủ luôn. Về thì anh chị có thể trang trí căn nhà lại là anh chị mình ở luôn nha. Hoặc là anh chị mình để như vậy anh chị mình ở cũng được nha anh chị. Em thấy thì căn nhà này còn rất là mới luôn. Ở sát bên căn nhà vườn của mình thì có một căn biệt thự nè anh chị, rất là đẹp luôn nha. Mình cách đường tỉnh lộ 864 anh chị chỉ 50m thôi. Mình rẽ trái là di chuyển về đường tỉnh lộ 870 và thành phố Mỹ Tho. Mình rẽ phải là di chuyển về chợ Tâm Bình, ủy ban, trường học. Anh chị mình là cách chỉ 1 km thôi nha. Ở khu vực này thì nhà cửa ở rất là đông nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong căn nhà để anh chị cô chú mình xem và tham quan ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha.
ở dưới nền thì chủ đã lót gạch hoàn tất nhanh chị. Ở trên tường thì chỉ hồ thô thôi. Hôm về thì anh chị mình có thể tô và anh chị mình trang trí căn nhà lại ha. Căn nhà của mình là 283 tổ 11 ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang anh chị. Cửa thì gia chủ dùng cửa sắt, kính bên trong thì khoảng 5 ly. Đây là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Và mỗi bên hông thì thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để anh chị lấy ánh sáng từ bên ngoài vào ha. Cửa thì gia chủ dùng cửa sắt nha anh chị. Về thì anh chị có thể đóng la phông thêm nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Ở đây thì căn nhà đang quay về hướng Tây nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí căn nhà vườn của mình là 24 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về là 59 km nha. Ở bên đây thì chủ có làm lối anh chị mình đi di chuyển ra khu vực ở phía sau nè anh chị. Ở căn nhà này thì về anh chị mình có thể tô và anh chị mình trang trí căn nhà lại thêm nha. Ở bên đây thì chủ có làm một mái che nè anh chị. Về đây thì anh chị mình có thể đậu xe gắn máy ở khu vực bên đây ha. Điện nước wifi thì chủ đã vô sẵn hết nha anh chị. Cửa thì chủ chỉ dùng cửa sắt thôi anh chị ha. Ở đây thì mình có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên, còn kế bên là phòng ngủ thứ hai của mình. Bên trong thì chủ cũng lót gạch hết luôn anh chị. Ở bên hông thì mình có cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng từ bên ngoài vào rất là thông thoáng luôn ha. Ở bên đây thì chủ cũng làm một cánh cửa nè anh chị. Ở căn nhà này thì em nghĩ anh chị về anh chị mình trang trí em thấy là đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở đây là căn phòng thứ hai của mình anh chị. Ở về thì anh chị mình tô và anh chị mình dán gạch và phía trên thì anh chị mình đóng la phông là căn nhà này đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị. Ở này thì chủ làm một cái tủ để đựng đồ đó anh chị. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng ha. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình nha anh chị. Bên đây thì mình có nhà vệ sinh, còn kế bên thì mình có phòng tắm riêng biệt hết luôn. Bên đây thì chủ có làm một thêm cái nhà bếp bên ngoài nè anh chị, để mình nấu củi đồ á khu vực bên đây ha. Bên đây thì chủ có làm một cái máy tiền chế ga rất là rộng luôn. Về thì anh chị mình có thể làm một máy tiền chế khu vực ở phía trước anh chị.
có đám tiệc á thì rất là rộng rãi luôn. Về thì anh chị mình có xe thì anh chị mình đậu ở phía trước luôn nha. Trên đất thì gia chủ đang trồng mít nha anh chị, và một số sầu riêng tơ thôi. Sầu riêng này thì khoảng 2 năm tuổi thôi, và mít thì khoảng 4 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Về thì anh chị chăm sóc và anh chị mình bón phân thì hàng tháng anh chị cũng có thu nhập luôn nha. Ở trên đất thì gia chủ có gắn hệ thống bét quay có đầy đủ nha anh chị. Anh chị mình bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn ha. Cây sầu riêng này thì rất là tốt luôn anh chị. Như em thấy thì mít một cây thì từ khoảng 3 đến 4 trái luôn nha anh chị. Chị thấy không? Mít của mình trái rất là to luôn. Do chính chủ thì ở cũng rất là xa nên cũng không có chăm sóc mảnh vườn này được nha anh chị. Nên chủ cũng cần bán để lấy tiền trang trải trong cuộc sống. Một cây thì em thấy từ 3 đến 4 trái luôn nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị có thể trồng dừa, sầu riêng, sabo chê và các loại cây ăn trái khác thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đó của mình thì tới ngay chỗ vị trí cột bê tông đó nha anh chị. Đó là hết ranh giới của mình nha. Ngang của mình là 13 mét và có chiều dài là 46 mét nha anh chị. Ở trên thửa đất căn nhà vườn của mình thì có 100 mét là đất thổ cư. Ở về thì anh chị khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Ở con đường ở phía trước thì anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi nha anh chị. Ở cách đường ô tô thì khoảng 80 mét thôi. Ở kế bên thì mình có một cái nhà vườn nóc thái nè anh chị, rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì chủ có cắt một cái chòi nè anh chị. Lúc trước thì gia chủ nuôi gà, nuôi vịt khu vực này. Đó, một cây này thì 5 trái mít luôn rồi anh chị. Đó, em thấy thì ở đây trái rất là sai luôn nha. Đó, gia chủ thì cũng trồng một số tắc sầu riêng, mít, bưởi xanh. Mọi thứ thì em thấy chỉ trồng vài cây thôi nha anh chị. Mình tới ngay chỗ vị trí trụ gào đó anh chị. Đó là hết ranh giới của mình ha. Mình đo ngang qua bên đây cũng là 13 mét nha anh chị. Đất và căn nhà vườn của mình là chuông dứt luôn, không có bị tết hậu gì hết nha anh chị. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất và căn nhà vườn trên Google Maps
để anh chị á trực tiếp xem trên vệ tinh, anh chị về đây thì cũng không mất thời gian ha. Ở bên đây thì mình có trụ gào B40 rồi nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mua anh chị mình yên tâm ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.